Đời người có 8 cái ơn không được phép quên. 1. Ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho chúng ta. Chúng ta có dùng cả đời để báo đáp cũng không đủ. 2. Ơn cứu mạng khi gặp khó khăn. Người đưa tay ra giúp đỡ trong lúc nước sôi lửa bỏng, người ấy chính là ân nhân cứu mạng của bạn. Ơn cứu mạng nặng như núi, phải ghi nhớ suốt đời. 3. Ơn dạy dỗ của thầy tốt. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Ơn dạy dỗ nhất định phải ghi nhớ, sẵn sàng báo đáp. 4. Ơn tiến cử giúp bạn phát hiện năng lực và sở trường. 5. Ơn chỉ dẫn thoát khỏi sai lầm, không lầm đường lạc lối. 6. Ơn tương trợ lúc hoạn nạn, khó khăn. 7. Ơn dìu dắt của cấp trên. Cấp trên có lòng đề bạt, để bạn có cơ hội được mở rộng tiền đồ to lớn. Hãy ghi nhớ ơn này, không được quên đi. 8. Ơn anh em thủ túc. Anh em như thể tay chân, máu mủ ruột thịt. Đừng vì tiền bạc và lợi ích mà trở mặt. Có ơn thủ túc, nhớ phải quý trọng 8 ơn này.